quý vị, chúng ta vẫn đang theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 23 tháng 3. Minh Vy xin mời quý vị cùng cập nhật một số diễn biến tại châu Á. Mới đây, trong cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Ngoại giao của Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, cả hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng và đổi mới công nghệ. Năm 2017 cũng là năm kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và Trung Quốc. Đây cũng là dịp giúp hai nước siết chặt hơn nữa quan hệ ngoại giao và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong cuộc gặp, cả hai bên cùng khẳng định sẽ hợp tác sâu hơn nữa trên hai lĩnh vực quan trọng là xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy tự do thương mại. Cụ thể là trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục vòng đàm phán thứ hai về xây dựng vùng tự do thương mại. Cũng trong cuộc gặp này, hai bên đã tiến hành nhiều ký kết, thỏa thuận, hợp tác trên các lĩnh vực y tế, khoa học, kinh tế, môi trường, cũng như trên lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ. Bên cạnh đó, cả hai bên cũng đề cập tới việc giải quyết vấn đề chính trị và ổn định hòa bình, đặc biệt là trong việc giải quyết vấn đề giữa Palestine và Israel dựa trên nền tảng giải pháp hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Theo số liệu thống kê, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Israel. Năm ngoái, trao đổi thương mại giữa hai nước đã đạt hơn 11,3 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc cho biết mọi công tác chuẩn bị cho buổi khai mạc diễn đàn châu Á thường niên BOAO tại tỉnh Hải Nam nước này đã hoàn tất và sẵn sàng cho hội nghị. Sân bay BOAO đã hoàn tất dịch vụ mở rộng đường bay cũng như hoàn tất việc xây dựng những nhà đón khách mới. Giờ đây, hành khách chỉ cần di chuyển 15 km từ sân bay cho tới khu hội nghị. Lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa và những cơ quan chuyên trách an ninh khác đã vào vị trí đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra hội nghị. Cơ quan điện lực cũng đã điều động 563 nhân viên, túc trực 24/24 nhằm đảm bảo cung ứng điện khi hội nghị diễn ra. Trong diễn đàn năm nay sẽ có hơn 1.700 khách bao gồm lãnh đạo các nước, viên chức chính phủ, các doanh nhân và học giả tới tham dự diễn đàn với trọng tâm là bàn về quá trình toàn cầu hóa và tự do thương mại. Bên cạnh đó sẽ có 190 cơ quan báo chí đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự và đưa tin về diễn đàn BOAO năm nay. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm đầu tiên đến Bangkok, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đồng ý sẽ tăng cường mối quan hệ quân sự trong thời gian tới. Tổng thống Philippines vừa bắt đầu chuyến thăm Thái Lan vào hôm 20 tháng 3. Trong buổi hội kiến, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vào hôm 21 tháng 3 đã thống nhất sẽ tăng cường siết chặt hợp tác trong lĩnh vực quân sự, trong đó nổi bật là kéo giảm các tệ nạn tội phạm xuyên biên giới và buôn thuốc phiện. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng đã có cuộc bàn thảo về các vấn đề kinh tế, du lịch và các thỏa thuận thương mại song phương. Nhân dịp này, ông Duterte cũng kêu gọi các nhà đầu tư Thái Lan tham gia nhiều hơn vào thị trường Philippines. Kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện vượt mức 9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016 và đang mở rộng mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, du lịch và nông nghiệp. Với cương vị là chủ tịch ASEAN năm nay, phía Philippines đang nỗ lực vận động để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nổi bật ngay sau đây. Nhật Bản công bố viện trợ không hoàn lại 18 dự án cấp cơ sở tại Việt Nam. Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam xin tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng để xử lý nợ xấu.